tại sao tiền lại có giá trị? Đây là câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn. Ai mà không biết tiền có giá trị? Giá trị của tiền là gì? Ở đây chúng ta sẽ không nói đến mệnh giá của tiền, mà sẽ nói về chức năng của tiền nói chung. Tất nhiên ta đều biết tiền có thể mua được nhiều thứ phục vụ những nhu cầu thiết yếu và cả xa xỉ, nên hiển nhiên tiền có giá trị. Nhưng giá trị của tiền không nằm ở giá trị nội tại của nó. Nghĩa là ta không thể cầm tiền ăn cho no, hay pha với nước xay ra để uống, hoặc dán lại thành quần áo mà khoác trên mình. Hoặc là nếu lẹt vào một hoàng đảo không người, thì lúc này chỉ có đồ ăn thức uống mới đem lại giá trị, nhưng tiền thì không. Giá trị đồng tiền phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng hơn cả, điều làm cho đồng tiền trở nên có giá trị, đó là niềm tin. Chúng ta đều đã nghe qua về nguồn gốc sơ khai của tiền là một vật ngàn giá chung như vỏ sò, lông chim. Thời đó, con người dùng những vật ngàn giá chung như thế để trao đổi hàng hóa với nhau. Nhưng làm sao để có thể chắc chắn rằng những vỏ sò, lông chim kia thực hiện được chức năng đổi được hàng hóa mình muốn? Ban đầu để thuận tiện trong việc trao đổi, thì theo một cách nôm na là những cộng đồng đầu tiên thỏa thuận với nhau lấy mức quy đổi, một vỏ sò đổi được một con gà, hay 10 trái cam, hay 5 con cá. Lúc này vỏ sò trở nên có giá trị dựa trên thỏa thuận đó. Và khi những người ở vùng khác đến, thấy rằng vật ngàn giá kia thật sự có giá trị, vì những người ở đây đang dùng chúng để trao đổi hàng hóa với nhau. Lúc này họ tin rằng vỏ sò sẽ giúp họ trao đổi hay buôn bán một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Giá trị của vỏ sò đối với nhóm người mới đến được tạo nên từ chính niềm tin của họ vào vỏ sò, và vì thế vỏ sò trở nên có giá trị đối với họ. Nhưng khi đi đến một vùng đất khác, thì những người ở đây lại có sự đồng thuận trao đổi hàng hóa với nhau bằng vật ngàn giá chung là lông chim. Những người này không tin rằng vỏ sò có thể trao đổi được hàng hóa. Họ đã dùng lông chim để mua bán trao đổi từ trước dựa trên một thỏa thuận khác, và họ đã quen với việc lấy lông chim làm vật ngàn giá chung. Nên ở đây vỏ sò không có giá trị vì không ai tin rằng nó có giá trị. Lúc này để có thể trao đổi buôn bán hàng hóa thì nhóm người mới đến phải dùng lông chim. Bây giờ với họ thì lông chim trở thành vật có giá trị, còn vỏ sò không còn giá trị nữa. Một thứ gì đó có giá trị vì chúng ta tin rằng nó có giá trị. Tiền có giá trị vì chúng ta tin tiền có giá trị. Trong thực tế, ai cũng thấy tiền không thể cầm lên ăn được, nhưng lại có thể dùng để mua hàng hóa, dịch vụ, giao thương buôn bán, phục vụ những nhu cầu của cuộc sống. Tuy không có giá trị nội tại, nhưng lại có giá trị cho nhu cầu trao đổi, mua bán và lưu thông. Giá trị đó được đảm bảo bởi cơ quan tổ chức phát hành của một quốc gia như ngày nay. Và cùng với việc đón nhận và sử dụng rộng rãi, thì tiền càng có giá trị niềm tin to lớn đối với người sở hữu. Nhưng nếu vượt ra khỏi một phạm vi nào đó như phạm vi địa lý, thì giá trị của tiền sẽ có sự thay đổi. Chẳng hạn như cầm một tờ ngoại tệ của một quốc gia xa xôi lạ hoắc để mua một tô phở ở Việt Nam, thì người bán phở nhiều khả năng sẽ từ chối vì họ không tin rằng tờ tiền này có thể giúp họ mua được những hàng hóa khác. Hay nếu rơi vào một hòn đảo hoang sơ không hàng quán, không tồn tại hoạt động trao đổi mua bán, hoặc thậm chí là không một bóng người, thì sẽ không ai tin vào giá trị của tiền nữa. Thay vào đó là tin vào khả năng bản thân để tự mình đi tìm kiếm thức ăn và nước uống. Tiền có giá trị vì chúng ta tin rằng nó có thể trao đổi nhiều giá trị nội tại khác. Giá trị của một đồng tiền được chấp nhận bởi sự đồng thuận và đảm bảo bởi một tập thể, cộng đồng, một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau. Hay cũng có thể nói giá trị của tiền nằm ở giá trị niềm tin dành cho nó.